Tổng thống Ukraine cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Nga, nhưng nếu như thất bại, có thể diễn ra thế chiến thứ ba. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky đã cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tuy nhiên cảnh báo nếu như đàm phán thất bại, xung đột giữa hai nước có thể dẫn tới thế chiến thứ ba. Ông sẵn sàng đàm phán với ông Putin và sẵn sàng suốt hai năm qua, và ông nghĩ rằng nếu không có những cuộc đàm phán sẽ không thể chấm dứt được cuộc chiến tranh phi lý này. Ông Zelensky phát biểu trong cuộc phỏng vấn vào ngày Chủ nhật, tất cả mọi người đều nghĩ rằng cuộc đối thoại này sẽ nông cạn và không giải quyết được điều gì. Đó là vì họ không hiểu được điều này vô cùng giá trị. Nếu chỉ có 1% cơ hội chấm dứt chiến tranh, ông nghĩ cũng nên nắm bắt, vì Ukraine cần phải làm điều đó. Ukraine phải sử dụng bất cứ hình thức nào, bất cứ một cơ hội nào để có thể đàm phán với ông Putin để chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng, nếu như những nỗ lực này thất bại, điều đó đồng nghĩa với một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba có thể diễn ra.